sợ hãi vì hận thù, chia rẽ, chiến tranh. Và hơn nữa, nhân loại đang phải đối diện với mối đe dọa, hiểm nguy đến sự sống còn bởi dịch bệnh, đã gây ra bao cảnh chết chóc, đau thương, nghèo đói lan tràn, khổ đau chồng chất khổ đau. Nhưng điều đó đang làm cho nhân loại bước đi trong cảnh tối tăm của dòng lịch sử. Cử hành đêm thánh linh thiêng này, chúng ta được nhắc nhớ về cội nguồn, về nơi chúng ta được tạo thành, để tất cả chúng ta cùng dâng lời tri ân cảm tạ, yêu mến và kính thờ một vị Thiên Chúa đã sinh ra và là người giữa chúng ta. Chính Ngài sẽ đem lại cho gia đình chúng ta sự bình an thật, niềm vui và hạnh phúc thật, bởi chính Ngài là ánh sáng soi chiếu vào cảnh tăm tối của dòng lịch sử nhân loại và dòng lịch sử của cuộc đời mỗi người chúng ta. Mừng mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người cũng là dịp nhắc nhở cho gia đình toàn thể nhân loại và mỗi người chúng ta sống trong tâm tình sám hối và hoán cải đời sống. Như lời Thiên Sứ đã vang lên, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vì lòng người chưa thiện nên khổ đau, chiến tranh vẫn hoành hành. Vì tâm người chưa sáng nên bóng tối của tội lỗi vẫn tràn lan. Vậy trong đêm thánh này, chúng ta cùng nhau sám hối và cầu nguyện để cho lòng người mặc lấy sự thánh thiện của Thiên Chúa, tâm người trở nên trong sáng và tốt lành như Thiên Chúa muốn, để bình an của Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong đêm diễn nguyện này, chúng con chào đón sự hiện diện của Cha Sở, Cha Phó, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, Quý Hội đồng Mục vụ và các ban ngành cũng như quý khách. Giáo xứ Xuân Lộc chúng con cũng xin hân hoan đón chào và cảm ơn sự hiện diện của các vị khách ngoài công giáo đã về đây tham dự đêm Giáng sinh này. Giờ đây, chúng con xin được thay mặt ban tổ chức thông báo chương trình tổng quát đêm mừng Chúa Giáng sinh 2022. Chương trình đêm Giáng sinh hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, khai mạc chào mừng đêm Giáng sinh. Phần thứ hai, diễn nguyện với chủ đề lịch sử ơn cứu độ. Và phần thứ ba, phục vụ thánh lễ đêm Giáng sinh. Đêm nay, đêm thanh bình thánh đức, đêm thanh bình cõi thế xê duyên, muôn sứ thần hợp với người ngàn dân, đồng tán dương đấng cứu nhân độ thế. Chính đêm nay, như đêm năm xưa lịch sử, nơi đồng hoang lạnh lẽo Bethlehem, một hài nhi vừa giải phóng nhân trần, chân lý Ngài rọi sáng muôn dân. Vâng, sau 4 tuần lễ sống trong niềm hy vọng đợi chờ, đêm nay chúng ta hân hoan vui mừng với tất cả lòng tri ân và cảm tạ, vì biết bao học ân Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Đêm nay, vì đêm nay ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, đêm nay hài nhi Jesus xuất hiện như một làn ánh sáng của tình yêu, vừa chiếu sáng vừa sưởi ấm cõi lòng chúng ta. Chính trong ý nghĩa đó, và để khai mạc cho đêm mầu nhiệm này, đêm diễn nguyện lịch sử ơn cứu độ, chúng con xin kính mời Cha Thánh Xứ Raphael ban lời huấn dụ và khai mạc chương trình. Xin cộng đoàn cùng chào đón Cha Chánh Xứ kính yêu của chúng ta bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý vị đang hiện diện nơi đây. Đêm nay, đêm thánh, đêm an bình, đêm niềm vui, bởi vì chúng ta mừng kỷ niệm việc ngôi hai Thiên Chúa giáng trần làm người để chung chia phận người, để cảm thông, để yêu thương, để tha thứ, để cứu độ. Nhờ có Thiên Chúa làm người, đất trời được giao hòa, con người được trở về sống trong vòng tay đầy yêu thương của Thiên Chúa và thấm đẫm tình người.
trong đêm canh thức mừng Chúa Giáng sinh năm nay, xin mời toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng nhìn lại những biến cố trong lịch sử cứu độ. Nơi đó Thiên Chúa bày tỏ tình thương của Ngài cho nhân loại, và nơi đó Thiên Chúa chuẩn bị từng bước để con Thiên Chúa giáng sinh làm người, một biến cố vô cùng vĩ đại và quan trọng trong lịch sử nhân loại. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây xin được mời toàn thể quý vị chúng ta đứng lên để khai mạc cho đêm canh thức mừng Chúa Giáng sinh hôm nay. Ngài đã đến, đang đến và sẽ ở lại mãi với chúng ta cho đến ngày tận thế như lời Ngài đã nói. Ngài đi vào trong máu thịt của chúng ta, chấp nhận trở nên một với chúng ta để cải biến, đổi mới con người chúng ta và giúp chúng ta sống xứng với địa vị làm con cái Thiên Chúa. Vì thế, ước mong mỗi người chúng ta khi tham dự đêm diễn nguyện này, chúng ta ý thức và cảm nhận đầy đủ của tình thương mà Thiên Chúa đã, đang và còn tiếp tục đổ tràn trên nhân loại, đặc biệt trên mỗi người con gái Chúa trong giáo xứ chúng ta. Đức Giê-xu vẫn hiện diện một cách sống động, cụ thể qua lời Thánh Kinh mà chúng ta đọc và suy gẫm hàng ngày. Ngài còn cùng sống, cùng ở với chúng ta và hiện diện trong những người anh chị em chung quanh chúng ta. Ước mong sao trái tim chúng ta cũng mở rộng, đón nhận hết mọi người, quan tâm, sẵn sàng trao ban, sẻ chia những gì mình đang có cho tất cả mọi người, để ý nghĩa của tình yêu thương đêm nay rạng ngời mãi và tuôn chảy nguồn ơn cứu độ cho những ai chung một niềm tin, chưa nhận biết Chúa Kitô ngôi hai Thiên Chúa. Trong những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn cùng ngược dòng thời gian, bước vào hành trình tình thương về lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.